Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang đứng tại khu dân cư trung tâm hành chính tỉnh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An các bạn. Đây là một cái khu dân cư rất là đẹp luôn. Đây các bạn có thể thấy đường ở đây rất là rộng, thoáng. Trước mặt chúng ta đây là cái showroom ô tô Hyundai các bạn. Đây là một khu dân cư, phải nói là khu dân cư đẹp nhất của tỉnh Long An các bạn. Hiện tại mới là bên anh đầu tư anh đưa ra là vì giá chốt của anh không có đưa lên thiên miếng nào nữa hết rồi. Anh làm ra trở lại từ giá chốt á, chứ còn mình đưa lên là làng kèn mất công. Dạ. Giá chốt cũng vậy đó. Mấy em ở Hà Nội, Nam Định, Nai Dô, Tân An. Thì cũng có người hỏi và chị nó hỏi là ở đang mất kẹt một chuyện của nó chút luôn nó coi. Dạ dạ. Ra đây xem quay phố phường. Các bạn có thể thấy là trước mặt chúng ta đây là một dãy shop house các bạn. Đáng quá. Trong đây nắng nóng quanh năm các bạn. Tuy nhiên thì nắng nóng nhưng mà không gắt như ở ngoài miền Bắc. Mấy đợt vừa rồi là tôi ở ngoài Bắc là nhiệt độ lên đến 50 độ C các bạn. Nếu ở ngoài đường là đúng là một cực hình các bạn. Đây là một showroom ô tô Hyundai các bạn, rất là đẹp. Gần khu vực này là trung tâm hành chính tỉnh Long An các bạn. Đây là đường số 19 các bạn. Đây đường tôi vừa đi. Ở kia họ đang làm cái cầu các bạn. Đây kìa. Trên kia là một cái cầu hiện hữu rồi, và người ta đang xây ngay bên cạnh một cái cầu nữa. Khu vực đó là cầu đôi các bạn. Rất là đẹp. Đây, cái showroom ô tô này khá là lớn. Chạy đất nữa luôn. Anh định để cuối năm mà mẹ mấy nghe mấy cha kia hù quá thôi ra bớt. Nói đứng á, như nói như anh Hà nói, tiền nằm trong tay mới chắc chứ. Anh định để không, nhưng mà anh bán không được, anh sẽ để cuối năm đúng giá đó bán, còn không thì anh để cuối năm. Để mấy vị trí của anh toàn là đẹp không ạ? Đúng giá thì bán, không để cuối năm. Tại thị trường giờ nó hơi đứng á, hơi khó bán. Tại nó lên cao rồi. Năm ngoái chắc nó 2 tỷ nhỉ? Anh mua 2 tỷ á, anh mua bên đây 2 tỷ nè. Không, cái miếng 4 tỷ rưỡi nữa. 4 tỷ rưỡi năm không, đúng rồi, cuối năm 2017 á là 2 tỷ. Đề đẹp quá nhỉ. Cuối năm 2017 là 2 tỷ. Đường rộng 60 mét. Năm rồi là cuối năm 2018 á là 3 tỷ. Đường 4 tỷ rưỡi.
trước mặt chúng ta đây. Ở giữa năm, giữa năm 2018. Khu dân cư trung tâm. Tháng 5, tháng 5 2018 là 3 tỷ. Phường 6 thành phố Tân An. Chủ đầu tư là ai đi, ai đi cô. Linco. Tình lắm, ví dụ như mình đặt hàng đó, chỗ nào cũng đi tìm. Mình muốn mua chỗ nào phải không? Đặt hàng đó, kiếm. Đó là kiếm luôn á. Ừ, nó kiếm nó hưởng bên kia mà, nó hưởng bên bán rồi. Mình cho nó chút đỉnh nữa. Đúng rồi, anh nói đâu. Mình hưởng hay đâu, nó hưởng hay đâu. Rồi sau đó mình, nếu mình mình có bán nữa, mình đưa nó bán rồi nó còn hưởng tiếp nữa. Mặt tiền là một loạt shop house anh nhỉ? Ờ, shop house. Toàn shop house. Shop house đó. Chắc anh mua là shop house đấy chứ. Đây hả? Dạ. Biết ra xếp hao nổi không? Thì nó không xếp hao thì tự mình thành xếp hao thôi, nó chết khói. Tại mặt tiền mà. Mặt tiền. Cái phòng mà quá. Kẹt quá bán quán cà phê, quán ăn. Được. Mày cho làm văn phòng. Ừ. Cà phê văn phòng cho nhẹ nhàng. Thì đó. Thì anh mua cho đó thì vô tính đó. Mà anh thấy thanh toán lâu dài quá, ngán quá. Bán luôn. Tại vì cái thằng Trần, cái khu bên đó đó là nó chưa được duyệt. Ừ, sổ thì có rồi nhưng mà giấy tờ rồi còn lâu lắm. Tức là mầm âm lên. Mạnh lắm, ba làm con nghe nó của bộ mà, nghe nó của bộ mà. Nghe nó của Trung Hòa Bình hay gì đó, sân sau của Trung Hòa Bình hay gì đó. Ô, lâu, đèn đỏ lâu thế nhỉ? Chờ phút à? Viên kim cương luôn nhỉ, màu sắc. Những này đầu tư nó an toàn anh Toàn này, xuống tàu chả có gì. Tại sao anh An không xuống tàu là đúng rồi. Sự xuất đầu tư ở đây lớn. Đây đầu tư lớn tiền. Dưới kia có mấy trăm, mấy trăm. Không lên được khỏe 500. 550, 600. Quán sáng ra nhiều, bên đây đang mở quán dạng cà phê giọng nè, bên kia trong có quán cà phê nó đang làm cà phê quán nhậu nè. Hiểu không? Có nền trong đây. Công viên công viên rộng rồi nhé, công viên đây này, cái lỗ này thôi à. Nguyên dự án này có chỗ này có công viên. Lô 20. Cái này hồi đó không có lựa được. Dạ. Mình mua của Đồng Tâm luôn á, mua chủ dự án luôn á. Dạ. Mình đăng ký mình mua rồi nó bố trí lô, bốc được lô nào mình chơi lô đó luôn. Dạ. Tại lúc đó thị trường ngoài 2 tỷ tư rồi mà mình mua được có 2 tỷ à, 2 tỷ 3 chứ. Đẹp cái bộ. Trong này đâu có xấu nổi. Thật sự trong Đồng Tâm là không có xấu nổi. Sát bên Hùng Dương này. Bên đây là công viên hướng Tân Nam. Ok đấy, dạ đấy.
Chú Hậu có kết lô này không? 3 tỷ mấy hả anh? Cắt luôn này. 3 tỷ 050 à? À. Diện tích bao nhiêu? Cái này 7m2, 23 gì đấy. Khu này gọi là khu Đồng Tâm hả anh? Đồng Tâm. Đồng Tâm. Em lưu ở đây để em nhớ lịch sử. 7m2, 22. Xong quay lại thành tỷ phú. Còn giá sư ngày xưa mình mua. Nè, bên đây nó quy hoạch cái trường quốc tế này, rất là lớn này. Đẹp quá, gần trường, gần công viên. Này bán nhanh không? Cái này anh mua lúc tháng 10... Cuối tháng 12 là đặt cọc. 2018 nè. Cuối tháng 12 2018 đặt cọc là 2 tỷ này rồi. Tới 29 tháng 1 mấy trăm tiền. Mấy trăm tiền đổ. Lúc đó là nó lên gần tỷ hả? Từ đó là bây giờ nó lên tỷ. Mình là khu này mình chỉ có hai lô này với lô bản hả đại ca? À rồi trong cái định cư Đồng Tâm. Hai lô để dẫn cho nó luôn. Chạy chạy bánh luôn đi. Tính lại cho anh nhìn x2 cho anh hết rồi đúng không? Rồi sao? Tính ra lại nhân 2 hết rồi. Không chưa. Lúc này đâu có nhân 2 được. Ờ, này về 50%. Ờ, 50. Năm. Đầu năm mới 6 tháng rồi. 6 tháng. 5 tháng. Anh để thực ra anh để em vẫn lên nữa. Thì đó thì ý là anh bán được thì anh bán không. Được. Không thì anh để cuối năm mà. Nè, đang trồng hoa là thấy không? Được. Cái này lên hoa cái thấy đẹp chỗ nào? Hoa khang. Hoa khang. Lên hoa cái đẹp chỗ nào? Hoa đẹp đi. Mua bên này chung lấy hết nhà nó. Sắp heo á. Này lên bông cái nữa đẹp lắm. Kỳ luôn. Tới hai lô anh bên đây và có hai lô trong đây. Lô bảo trong đây anh 6 lô à? Đang 3 lô à? Đi đầu tư bất động sản này sướng hơn đi làm nhiều. Tài chính anh ăn mày. Tạm được. Đây, xếp heo nè. Kể cả trong đây luôn, nhà phố. Đây nguyên cái dự án này gọi là dự án tái định cư của Đồng Tâm. Dạ. Chỉ có con đường số 4 này là nó thông nó, còn lại tất cả con đường kia nó bị đường số 1 này chắn ngang hết nè. Dạ. Với đường này thông thôi. Đây, cái đường tên. Anh có cặp đây, đây đang kêu tỷ 650 lô nè. Đây là cuộc thuộc khu tái định cư Đồng Tâm của thành phố Tân An các bạn. Đây anh bạn tôi có hai lô. Diện tích bao nhiêu anh? Hả? Diện tích bao nhiêu? Cái này một lô là 4m50 cộng lại là cặp này là 9 20. Còn cái lô 4,5 này của mình ấy là 17 7m2 7m2 24m2. Ngát thế nhỉ? Bán lời có nhiêu nào mới 50 triệu lắm rồi. Cái này mát, chỗ này nó xây nhà nghỉ giờ rồi. Đẹp. Nhà nghỉ giờ cực kỳ. Tại vì thường cái nhà nghỉ giờ không biết ngoài Hà Nội sao chứ đây
những chỗ càng khúc đúng rồi hay. Bởi vì nó nhạy cảm. Ờ, Hà Nội cũng thế mà. Khách sạn thì anh phải mặt đường lớn. Em thấy tái định cư không? Là tái định cư là khủng khiếp không? Đường nè. Đường ghê. Làm đẹp nhỉ. Tái định cư á. Vì hè 5 mét. Đẹp ghê. Vì hè 4-5 mét. 4 mét. Lòng đường cũng gần đường lớn mà, gần đường của Hùng Vương. Đường số 1 nè, 8 mét. Tại vì mình ăn theo là ăn theo cái nhà phố nè. Dạ. Ngày xưa anh mua bao nhiêu? Cái này hả? Cặp này 1 tỷ 3 một lô. Việt Nam luôn. Đúng rồi, đầu năm 2019 này. Thế là được 300. Quất đi anh Toàn. Quất lên đấy. Quất lên. Quất lên. Nhà phố này nè. Mua anh em 800 là mua lại. Đúng không? Là 6 là 50. Mỗi một này một cái đẹp lắm. Những bồng hoa lên đèn lên đuốc rồi nhà phố nó ra mặt đèn rồi á, nó trang trí mặt cuối đèn đường rồi. Này là cái dự án gì đây anh? Công an, nó có sở công an đó, tốt cuối là sở công an. Một cái nhà kia giữa đường này hả? Nhà xa xa kia à, cái đó bên kia đường á, có con đường đôi ngay đó, nhà kia nằm bên kia đường đôi. Cái lô chỗ này hổm anh mua là tí 6 rồi mà mẹ xe nó đậu ngang nè, coi đường này đi thông, chỉ có đường này thông thôi. Đi qua bên cái chỗ đất anh em thấy nó mát cỡ nào, đã lắm, anh mê miếng đất nó lắm. Định xây nhà đó mà chắc không xây quá, để làm cái khác kinh doanh chứ xây nhà tốn tiền. Xây nhà nghỉ giờ quá. Dạ. À vậy lại phải có người quản lý. Phía sau này nè, cái đường này nè, cái đường này gọi là đường số 3, đường này nó anh mua là tiền 650 rồi đó. Yeah. Mà hiện tại giờ bên đây tới 950 đến 2 tỷ mới có người ta mới bán. Yeah. Cách cái đuôi nhà phố này một lô, anh lô thứ hai. Bỏ cái miếng nhà phố đó, một căn, anh căn thứ hai. Yeah. Chưa tới cái băng đá. Nó chưa công chứng là cọc rồi, dính đến bà vợ ở nước ngoài. Nhưng mà xây nhà nghỉ thực ra là nó cũng phức tạp, quản lý phức tạp. Không, anh cho một đứa. Nhưng mà ra vô giờ thì chắc anh nghĩ không phức tạp. Phức tạp được. Cứ ra vô mà. Ra vô mà. Ngoài trời sợ vô chết xì ke nó ra thôi. Vấn đề có khách hay không thôi. Căn phòng này, căn phòng đất ai này, nhà đất này. Đem nhà lô góc luôn. Anh Dũng nãy á, anh cũng có một cặp này nè. Dạ. Anh Dũng ở bên gồm anh bán anh kiếm được vài tỷ rồi đó. Anh bán ở bên ba lô bên đồng nè, để chút anh chỉ nè, anh có một cặp này nè, cặp số 3, số 4 này. Đây là năm, số 3, số 4 cũng năm 2 lô là 10, 20, cũng giống của anh vậy đó. Dạ. Chỉ gặp anh có ba lô này, hôm anh bán kiếm 2 tỷ mấy. Mua có 1 tỷ 2 bán 2 tỷ mốt 50. Gần đi chai. Ở bên có lô ngay đây nè, nó bẻ cọc anh nè, anh mua có tỷ 2 nè. Giờ cái này ít nhất cũng phải tỷ 8, tỷ 9. Tại anh Dũng ở đây anh bán 2 tỷ mốt 50 rồi, đây ít nhất phải 2 tỷ. Anh Dũng có 3 lô này nè, bán rồi. Nhanh vậy. Có 3 lô, anh bỏ lô gốc ra. Vô 3 lô là có này từ ngay cái mốc đó thì phải đi chạy vô ba lô mua tỷ 2 là 3 tỷ 6 anh bán được nhiều lắm rồi, bán 2 tỷ 1 rồi, bán 6 tỷ mấy à. Mới thị trường nó mới sốt đây nhỉ anh nhỉ, à sốt đều anh nhỉ, sốt đều anh, bán năm nào cũng sốt mà sao năm lại tiếp. Ừ. Năm nay cuối năm sốt nữa nè, nếu mà bởi em mới nói miễn cái thị trường miễn kinh tế Việt Nam nó không bị chững lại á thì với lại thị trường nó không đứng toàn cục á thì đất ở đây nó lên nữa. Đây, nó còn rất cái nhiều thứ để nó lên. Dạ. Nhiều công trình nó hoàn thành. À, nhất là con đường nó hoàn thành nè, hai nhà phố nó hoàn thành nè, rồi cái nhà phố 800 căn đó nó mọc lên cái nữa. Rồi nay mai thương mại về đây nữa nè, ngay đây. Hôm nay nghe ông, tại vì anh có quen ông tập tư
cá mập giống như cá mập tai to lớn, nhưng mà ổng rất là kín. Anh nghe nè, sao đó thì cống mới ra đó, nói thì cống mới ra đó chứ không cống thì ra đó. Anh nói thiệt với em á, ngay cống á mới ra đó, còn em kiếm toàn bộ cái khu đó có những nào mà giá 4 tỷ rưỡi không, em chỉ anh mua. Ừ không 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 giá đó được thì anh bán, không thôi không bớt gì hết. Ừ không có bớt, không có bớt chút đỉnh nào á. Ờ cái tại vì anh có giá đó là giá bán rẻ nhất thị trường, là rẻ hơn còn 100-200 triệu rồi á, nó bảo cái giá đó là rẻ hơn 100-200 triệu rồi đó. Ờ em ý ờ không có bớt được thì mua giùm anh, còn không thì anh để nó. Ờ đây là cái ông anh nói là thằng nguyên cái nhà này của ông, ông có công đất này, ông đang kêu 16 tỷ hay gì công đất ngày mất vô á, ông xây nhà đó chơi rồi đó, ông ở nhà giống như nhà kho ấy. Không, xe đó là tập lái em. Xây tặng tăng giá trị đất thôi chứ chả có làm gì. Nó đang kêu cái miếng này là 16 tỷ rồi hả? Đây là sông Vòng Cỏ nè, sông Vòng Cỏ nó bao bọc cũng chạy tới cái cầu á. Sông ở đây mát lắm này. Vòng Cỏ Tây ơi hỡi vòng sông nước xanh biên biếc. Đây là sông Vòng Cỏ Tây hả anh? Như Vòng Cỏ Tây. Nó ôm cả sông này nó mát. Cỏ Tây. Ngày xưa là bố em đi chiến đấu ở khu vực này. Thế hả? Sông Bé á. Ờ sông Bé là Đồng Nai á, Bình Dương rồi đó. Tách ra. Đồng Nai sông Bé hồi xưa Đồng Nai tách ra Đồng Nai với Bình Dương rồi đó. Biết đây là công an tỉnh. Công an tỉnh nhưng mà nó trụ sở phụ, trụ sở chính á Bình Dương kia. Chưa có dời về đây thì chính đang mới có dời phòng hậu cần hay gì đây thôi. Đây có công an tỉnh Long An này. Quy hoạch nói chung quy hoạch tất cả trung tâm hành chính dịch vụ về đây hết. Thấy đẹp không? Thấy nhà phố lên hết. Mấy mốt có trang trí là cái đây này nè, trồng hoa lên cái cực kỳ. Hoa lên giữa này. Đây chắc chắn là sẽ tân trang rồi. Chắc chắn là tại nhà phố ở đây là nó phải làm. Công an tỉnh các đây, kiểu đấy, chính ừ. Ban gần đây. Anh nghe nói nó đốt gạch đá hoa cương trên vỉa hè phải không? Coi mấy cái đá này phải. Ừ, đúng rồi. Đá cương phải. Đá cương phải, và đá hoa cương không phải. Ờ hoa cương, hoa cương. Đẹp thế này, đắp luôn chỉnh chạy. Lót vỉa hè luôn á em. Dạ. Đó, đẹp đó. Thật đấy. Cái lề này 6 mét luôn á. Ừ. Từ đây vô đó 6 mét á. Cái này nhỏ nhiều, cái này chỉ được mấy chục mét thôi. Năm 12 à. Đất nó 520 mà xây 512 à. 60 mét thôi. Còn lại là nó làm phía sau 2 mét, phía trước này nhưng nghe nó 6 mét á. Chưa lề á, nó giật vô á. Quên, mãi quên. Quên vào đầu nghe miếng đất xuống, miếng đất mới cảm giác được cái mát luôn. Này đã lắm, anh thích chỗ này ghê luôn. Phía sau này có nhà trọ nè, hai căn nhà trọ, hai căn khách sạn á. Yeah. Tối anh chỉ. Mại mà nó khởi công cái cặp này của anh túi à.
đường đôi. Anh em thưởng lợi từ lấy quả kia. Ừ thì đó, thì chủ yếu là nó lên lên nhà tàu này này. Nhân gì nhân khách sạn ở đây. Đường lớn ngoài kia rồi. Cái nên traffic sau này cái lưu lượng này đấy rất là đông. Nó chạy vào đây nữa và nó đây. Phía bên đây tôi bốc nó sẽ làm thêm một cái dự án mở rộng nữa phía sau đó. Phía sau mà chúc mình đi ăn á, phía sau đây nè, là sẽ mở rộng. Wow, to lắm cái đường này. Đường này không phải tự nhiên nó làm to này đâu. Thì đúng rồi, trục chính vô dự án nữa này. Tẻ ra. Đây tẻ ra hai nơi. Đẹp quá. Đẹp nhỉ. Rồi đi lên đất kia không? Dạ, có gì dạ. Là mình nhớ cũng gần đây anh nhỉ? Gần. Bây giờ anh nói thiệt, bây giờ nếu mà bi vào đây vẫn còn ăn với điều kiện là thị trường bất động sản không bị đứng toàn diện nha. Rồi. Còn nếu mà không đứng là sẽ còn lên dài dài. Tại anh để ý mấy năm nay là ở đây chưa bao giờ dừng. Nếu mà thị trường nó không ấy, anh hỏi em bây giờ sao dừng nổi? Bây giờ nhà phố vậy. Nam Anh nó chỉnh hoa rồi lên đây nó đẹp cỡ nào, cái đoạn đường đây nó chỉnh lên rồi đẹp cỡ nào. Nếu mà trung tâm thương mại nó về đây cái nữa là thấy cảnh. Thì anh nghe nói là thằng chủ đầu tư này nó liên kết với thằng Hàn Quốc, với một cái thằng nữa là thằng cái thằng Hoàng Khang á, là nó độc quyền, nó phân phối dự án của Đại Dương này nè. Là ba thằng đó nó sẽ làm cái thương mại đó. Mà anh quen mấy thằng sale của Hoàng Khang á. Thường cái thương mại nó sẽ về sau đấy nhỉ. Sau khi nó hút được dân về. Đúng rồi. Thì chắc chắn nó phải làm cái gì đó. Tại đất trong đây nó có quỹ đất của nó còn nhiều lắm. Nó phải làm gì đó. Đến nay nó triển khai lâu chưa anh? Cũng lâu rồi. Lâu rồi. Mấy năm. Đây khu bên đây là khu Idico. Thì anh chạy vô cho em thấy. Nó hoàn mèo dữ lắm. Nó anh không thích bên đây nên anh không có đầu tư bên đây. Với lại lên bên đây á, lúc anh vô bên đây á thì bên đây giá nó cao lắm rồi. Tại cái hạ tầng nó đẹp nên ai cũng vô đây mua nó đó. Mà anh không thích bên đây nên mua bên đây với bên đây. Bên đây là anh đi con trục đường chính. Mấy con đường nhánh nó ngoèo ngoèo đó, chỉ có trục đường này thôi, với đường nó nhỏ xíu à. Uidico nè. Khu này diện tích 48 có, 525 có, 6 mấy, 6 18, 6 19 vẫn có. Giá thấp nhất là hiện tại là 20 triệu mét vuông. Khu này 20 triệu mét vuông. Ừ. Bây giờ cái lô 72 mét vuông đó là 48 á. Là hiện tại cái tòa đầu sâu trong đây á thì nó có 1.5 tỷ. 1.5 tỷ chắc, 1.5 tỷ 50 chắc có. Đây con đường D2. Đường này, con đường này xây nhà mới có cái sổ đỏ tên mình. Hiện tại cái sổ đỏ tên công ty. Mình mua thì vô công ty chuyển nhượng. Ngay nhà này anh Dũng nãy có một lô này nè. Yeah. Lúc anh mua 2.1 tỷ, giờ anh đang kêu 2.950 2.9 gì đó. Thì chút lắm đất đi. Dũng giàu lắm mà. Anh khi mà anh đang làm phó giám đốc, con đang đi học nước ngoài mà anh nghĩ á. Dạ. Nghĩ ra anh làm gì ạ? Bây giờ thì anh nuôi yến thì cũng đầu tư đất rồi nè. Yeah. Đi ra thông qua cái đường tránh cũng đường đôi đi ra số mấy cái đường mà mấy cái đường nhánh đây nó nhỏ mà nó thiết kế kỳ lắm, thiết kế cắt cong cong kỳ, quẹo tùm lum, cắt tùm lum. Nghe nè. Sao? À, không có đâu, không nữa là 10 không có trời, không có tiền không. Anh nói thiệt cái đất khu này là anh nắm hết, không ai bán 2.4 4.10. Rồi không có đâu, không có đâu. Giá là bà nói bà nói dốc. Ở đâu 2.4 4.10.
Anh nói thẳng luôn á, bán nó dốc nữa, hai tầng ai bán, không có ai bán 1.4 cái đó. Anh nói thiệt, cái khu đó không ai bán giá đó đâu. Ờ, thì bà nói vậy thôi chứ bà nói, người ta nói là ra chốt không có bớt gì đâu á. Tại vì cái giá đó anh bán rất là thấp so với thị trường. Không tin em đi, em nói bả, em đi kiếm, nói mấy sale khác á, đi kiếm cái lô nào mà cái giá đó hay không, rồi rồi bả ấy, nói bả kiếm mấy sale khác đi coi có ai bán mà dưới 4.5 tỷ không. Ha, cái đường số 17 á là cái đường không thông, nó bị chặn hai đầu mà người ta còn kêu 5 tỷ á, cho em biết tại hả? Không, người cái ý là nói là cái có ba lô ngay gần cái chỗ đường 22 á, gần cái lốc thương mại gì đó, là nó đang kêu là 10 tỷ mấy một cặp đó. Nói chung là bốn được giá đó thì em bán giùm anh, còn không thì thôi ha. Hả? Không ha. Highlight chứ không có lời em ơi. Tại vì thật ra anh đầu tư vô đó không có lời nhiều nên là không có lên highlight được. Tại vì như là anh đầu tư mà đâu phải anh đất của anh đâu. Tại vì anh ra vô liên tục mà highlight đâu có lời đâu. Anh đất nhiều mà cứ em bán hết như đó em kiếm 150 hay còn gì nữa. Hả? Không ngồi, tại vì không có lời. Ta bán kiếm có mấy chục mà, tụi em là bằng cái tiền lời của anh rồi đó. Tại biết sao em biết không? Bây giờ á lâu rồi, mấy tháng rồi. Em biết sao không? Bây giờ cái thối nó mới lên nè, đóng thuế bán ra đóng thuế sặc phèn luôn nè. Xem mà đâu hành được, nó giá nắm ráo mà nó còn bậy. Cái đường này nè, mấy cái tòa nhà nè bên đây chạy sẵn chạy tới luôn. Cái đường này nó mở rộng ra trong đây. Cái của anh con. Sao đấy. Trong đây nè, thối nè, bảo hiểm xã hội nè, tòa án nó xây ba tòa cao ốc vậy đó. Lớn lắm. Và nó cũng kia đúng không? Nó cũng mở rộng bên đây nè. Đường này nó sẽ mở rộng ra tới quốc lộ 1. Nó nằm lòng đầu bên kia đó.